khi mình cho vào mình nấu nướng thì nó sẽ thẩm mỹ hơn. Đây là cái mẫu mà có thiết kế cho người dân hay dùng, mà gia đình ngoại cũng dùng, tại vì như này nó vừa đẹp vừa sang trọng và lịch sự hơn một chút, vì khi cho cái bàn bếp ga lên trên này thì nó sẽ cao. Đấy, khi dạo sau nó sẽ cao hơn. Phần thì điều quan trọng là ở dưới đáy nha. Đây, ở dưới đáy bàn này các bạn nên thêm cho mình là 1-2 con ốc ở đây để nó đỡ cái chân. Đấy, đỡ cái chân để cho nó khi mình đặt sau thì nó đảm bảo hơn, là mình cần chắc là chắc ở hai chân hai bên này, cả bên này nữa, thì mình sẽ chắc hơn, khi nấu ăn sẽ đảm bảo hơn và nó sẽ không bị xê dịch nữa, và vặn thiết kế vặn để vặn ngang. Đây là Thoại sẽ giới thiệu các bạn chia sẻ, nếu mà nhà bạn nào thích làm điều này thì các bạn sẽ đo cái bếp ga cho kỹ để xem chi tiết đây này. Đấy, khi cắt gạch này. Gạch là gạch 60, bàn 60 thôi. Đây là mẫu mình sẽ chia sẻ cho các bạn, vừa đỡ tốn nhiều chi phí cho cái bàn bếp ga, bàn âm, và vừa thẩm mỹ hơn.